Lam Sơn. Đường Lam Sơn, quận Tân Bình. Ngày xưa cũng có một thời gian thì Tuấn Dương ở cái khu vực này. Đây là đường góc đường Cửu Long, cắt với lại góc Cửu Long cắt với đường Lam Sơn á. Khu Tân Bình này thì đa số là người Bắc họ ở các bạn ạ. Đa số là người Bắc họ ở và tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không rồi những các cái công ty mà vận chuyển, công ty giao nhận. Các cái dịch vụ xuất nhập khẩu thì họ ở đây rất là nhiều, là tập trung ở cái khu vực này. Đây vẫn đang là đường Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình đó các bạn. Đây, nếu mà ra đường Phạm Văn Đồng thì chúng ta sẽ quẹo trái. Đường này thì họ là tổ chức theo cái hướng giao thông là đường một chiều. Đây chúng ta đang đi vào đường Hồng Hà rồi thưa quý vị các bạn. Đây, hướng đi ra sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta sẽ quẹo trái, rồi Tuấn Dương sẽ đi thẳng à. Đây vẫn đang là đường Hồng Hà, quận Tân Bình. Và khu này có lẽ là chúng các bạn sẽ thấy là cái sự thay đổi chóng mặt, không thể nhận ra được. Ở đây thì trước nó có một cái chợ là chợ Trường Sơn. Lúc trước Tuấn Dương cũng đã từng ở đây và đi cái chợ này thì lâu lắm rồi cũng không có vào trong cái khu vực này. Nhưng mà hôm nay đi ở đây thì tiện nhân tiện thì sẽ quay clip để gửi đến quý vị các bạn. Đó. Đây là bến xe buýt này. Hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất. Đó. Các bạn thấy đây bên tay phải đây như là công viên Gia Định đó thưa quý vị. Chúng ta sẽ đây góc Hồng Hà và Đặng Văn Sâm. Đường Đặng Văn Sâm này có lẽ là một cái con đường mới. Đây các bác công nhân này đang thu gom các cái cành cây. Họ đang vận chuyển lên để họ ép vào để lấy rác để vứt đi. Ở cái khúc công viên này thì nhìn các cái hàng cây rất là đẹp á. Cà phê Gia Định. Đây đang là công viên Gia Định nha các bạn. Đó, chúng ta đang ở đây là cái khuôn viên của công viên Gia Định. Đèn đỏ thì xe gắn máy cũng được phép quẹo và trái. Mà thôi Tuấn Dương sẽ đi vô đây á. Vào ở đây đang là công viên Gia Định này. Họ đang tưới nước cho cây đó. Các cái bác này đang lấy nước để tranh thủ các bác cái rửa.
Đây đang là công viên Gia Định nha các bạn. Đây có cái khu này là sân tập và chơi cầu lông. Đó. Công viên rất là rộng lớn à. Đó, bây giờ Tuấn Dương sẽ quay lại nha. Đó, các cái vườn cây thảm cỏ. Các bạn nhìn đây là có một cái hàng cây xà cừ. Cái khu công viên Gia Định này cũng là một cái công viên rất là thoáng mát, sạch đẹp. Có lẽ Tuấn Dương sẽ dừng ở đây để uống nước chút xíu à. Ở đây thì rất là mát mẻ. Tranh thủ sẽ dừng ở đây để uống miếng nước. Đi quay phim nhưng mà đôi khi cũng phải biết giữ gìn sức khỏe à các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị để đi tiếp nha thưa quý vị. Bây giờ cũng là tầm 11 giờ và 40 phút rồi. Đây và chúng ta vẫn đang có mặt ở đây là công viên Gia Định. Giờ chúng ta sẽ đi về phía sân bay Tân Sơn Nhất nha thưa quý vị các bạn. Cái mảng xanh của thành phố này nhìn rất là tuyệt vời. Và rất là mong muốn là thành phố thì có nhiều các cái điểm cây xanh như vậy để mà bà con có thể tới đây để mà nghỉ ngơi. Đây chúng ta sẽ ra đường Đặng Văn Sâm, cắt giữa Đặng Văn Sâm và Hoàng Minh Giám. Đây chúng ta sẽ đi thẳng về phía sân bay Tân Sơn Nhất. Đường Đặng Văn Sâm này cũng là một cái con đường mới mở thôi. Ngày xưa khi mà lúc Tuấn Dương ở đây thì không có thấy nó hoạt động. Tức là lúc đó cái con đường này họ chưa có mở. Ngày đó công viên này nó lúc đấy nó còn nhìn nó còn khá là nghèo nàn. Để họ bán hàng rong, thẻ cào, nước cam vắt. Chúng ta quẹo phải sẽ đi đến đường Phạm Văn Đồng á. Thế là Tuấn Dương sẽ không có quẹo mà Tuấn Dương sẽ đi thẳng. Chúng ta vừa đi qua đường Hồng Hà rồi đó. Đường Hồng Hà thì họ tổ chức theo cái hướng giao thông là một chiều. Thực sự bây giờ là nếu mà nói về Sài Gòn thì nó khá là rộng lớn và chúng ta đi có lẽ là đi nguyên ngày có lẽ là không hết được. Nên là nếu mà đi bằng các cái phương tiện đi bộ thì có lẽ là chỉ được chốc nhát mà thôi. Đây là góc ngã tư Bạch Đằng và Đặng Văn Sâm.
Bây giờ các bạn thấy trời đang nắng bỗng dưng này, nắng rất là gắt ra. Hồi nãy thì có mây nó che, nhưng bây giờ thì nắng gắt quá. Wow. Đây vẫn đang là đường Bạch Đằng. Cái con đường này khá là xấu. Thôi chúng ta sẽ quay ra, chúng ta không có đi cái con đường Bạch Đằng này nữa. Đoạn này có lẽ là họ sắp sửa, họ làm lại, nên là họ vẫn còn đang giải đá răm vào. Và đi vào đây thì rất là bụi, cũng như là đường đi vào đây rất là xóc các bạn. Là thôi chúng ta sẽ không có đi vô cái con đường này, mà chúng ta sẽ đi ra ngoài. Đây Tuấn Dương sẽ tranh thủ đi cái góc này cho các bạn coi thử. Ôi chà. Đó, đường có những chỗ họ còn làm nó chưa xong nên là các bạn nhìn thấy họ đang rào chắn nó lại. Đây vẫn đang là đường Bạch Đằng đây các bạn. Đường Bạch Đằng này thì không biết ngày xưa thì trước 75 nó đã có tên hay chưa. Vì theo như Tuấn Dương được biết thì cái khu vực Tân Sơn Nhất này ngày xưa nó là cái khu kiểm soát quân sự, nên có nhiều nơi thì người dân không có được vào, nên là cũng không biết là họ có, người ta có biết cái khu vực này không, cũng như là cái con đường này thì ngày xưa nó có được đặt tên hay không. Thì rất là mong quý bà con cô bác ai mà biết thì hãy comment giúp Tuấn Dương ha. Đây là đường Trường Sơn này. Đây, góc đường Bạch Đằng. Giờ chúng ta sẽ, cái khu này taxi khá là nhiều này. Đây, chúng ta sẽ quẹo phải, xin lỗi, quẹo trái. Đây, cái khu này là thủ phủ taxi. Các cái hãng taxi thì đây là cái sân đỗ của họ. Đây, nếu mà chúng ta đi thì cái ga quốc tế thì chúng ta sẽ đi vô đây. Đây là cái khu vực sân bay Tân Sơn Nhất rồi đây. Ga đỗ quốc tế. Cái ga quốc tế thì đang ở trước mặt phía chúng ta đấy. Rồi. Đó, ở đó thì họ cấm xe gắn máy 2 bánh và 3 bánh. Còn cái ga trong nước thì chúng ta sẽ đi vô lối này. Thì ga quốc tế thì đi quốc tế thì không ai họ điều khiển xe gắn máy cả. Đây chúng ta sẽ đi, ở đây là lối đi vào ga. Chúng ta sẽ đi vào cái lối đi vào ga trong nước. Đó.
Đó. Ở đây thì họ cấm xe lam. Đây Tuấn Dương đang đi lối vào cái bãi giữ xe gắn máy hai bánh. Đó. Đây. Nếu mà đi thẳng vô thì chúng ta sẽ đi vô cái ga trong nước, tức là để đi ở trong nước thôi. Đây thì cũng có nhiều người họ dừng lại để họ đón thân nhân. Đó. Họ dừng lại để họ đón thân nhân ở đây. Ở đây thì họ cấm Honda xe ôm hoạt động mà. Đấy, nếu mà gửi xe thì chúng ta sẽ quẹo phải. Còn giờ thì Tuấn Dương sẽ quay ra phía bên ngoài để mà đi về. Đại loại là, đại khái là cái sân bay Tân Sơn Nhất đó, thì chúng ta đi xe gắn máy thì sẽ có thể để xe ở đó và có chỗ gửi. Đó. Giờ chúng ta sẽ quẹo phải đi vào đường Trường Sơn á. Và Tuấn Dương sẽ dừng ở một cái cây xăng này để đổ xăng. Ở Việt Nam thì đổ xăng là chúng ta phải tức là đây gọi là sao nhỉ? Có người đổ cho chứ không phải là đổ tự động. Em 40. Ok, cảm ơn. Đó, các bạn thấy mọi người họ đổ xăng đó. Ở đây thì xăng là chúng ta phải tới và họ sẽ có cái đồng hồ này. Họ có cái số lít và cây số. Giá xăng ở đây bây giờ đang là 21.700 đồng một lít. Bây giờ Tuấn Dương lại đi ra đường Trường Sơn. Ở cái khu vực này thì tập trung rất là nhiều các cái các cái gọi là chi cục hải quan, rồi các cái công ty bay và dịch vụ mặt đất ở Sài Gòn phục vụ cho cái sân bay Tân Sơn Nhất này. Quẹo phải sẽ đi ra cái nút giao An Sương. Những cái chiếc taxi ở Việt Nam này thì cũng không khác gì những cái xe ôm cao cấp. Họ chạy và họ tranh giành khách. Nên là sẽ khá là nguy hiểm cho chúng ta nếu mà chúng ta không có tức là chúng ta điều khiển phương tiện giao thông cá nhân và không có nhường nhịn các cái phương tiện này. Bởi vì họ cũng đi để họ đón khách, họ tranh giành khách, nên là họ đi nó rất là hơn thua. Đây trước mặt chúng ta đang là công viên Hoàng Văn Thụ đây các bạn. Có lẽ công viên Hoàng Văn Thụ thì nó lấy tên của cái con đường Hoàng Văn Thụ cắt ngang qua.
công viên Hoàng Văn Thụ và công viên Gia Định là những hai cái công viên lớn. Tuy nhiên thì cái diện tích của công viên Gia Định thì Tấn Dương nghĩ rằng nó sẽ còn lớn hơn. Đường đang rất là đông các bạn. Đây chúng ta sẽ chuẩn bị tới đây là cái vòng xoay Lăng Cha Cả. Đây đang là vòng xoay Lăng Cha Cả đây các bạn. Chúng ta quẹo phải thì sẽ, xin lỗi, quẹo trái sẽ đi vào đường Lê Văn Sĩ á, thưa các bạn. Đây chúng ta vẫn đang có mặt trên đường Hoàng Văn Thụ, thưa quý vị các bạn. Đây là khúc giao lộ Út Tịch cắt với đường Hoàng Văn Thụ. Đường Hoàng Văn Thụ khi tới cái khúc trước mặt đây thì họ tổ chức một chiều để tránh giao thông nó xung đột đến cái vòng xoay ngã tư Bảy Hiền. Có lẽ là họ sợ nó ùn tắc nên là chúng ta sẽ phải vòng vào đường Xuân Hồng, quẹo phải vào đường Xuân Hồng. Sau đó thì mới đi ra đường Trường Chinh, là cái đường Cách Mạng Tháng 8 nối dài đó. Không, đó là đường Trường Chinh. Đây chúng ta cái hướng đi bắt buộc phải theo. Ở cái khúc này là triển lãm quận Tân Bình này. Bây giờ họ, các bạn thấy là họ đã bày bán bánh trung thu phục vụ cái Tết Trung Thu. Đây chúng ta đang đi trên đường Xuân Diệu, bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái vào đường Xuân Hồng để đi ra đường Trường Chinh. Sau đường Trường Chinh thì chúng ta sẽ quẹo trái tiếp để đi đến ngã tư Bảy Hiền. Tuấn Dương cũng không biết là cái con đường Xuân Diệu này thì ngày xưa nó có tên là gì. Xuân Diệu này nó nằm song song với đường Hoàng Văn Thụ đó các bạn.
xin lỗi, đường Xuân Hồng nằm song song với đường Hoàng Văn Thụ chứ. Còn Xuân Diệu và đường Trường Chinh thì nó lại nằm song song với nhau. Bốn cái con đường đấy, Hoàng Văn Thụ, Xuân Diệu, Trường Chinh, Xuân Hồng thì nó tạo thành một cái hình tứ giác.